chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ mẫu nhà đẹp của Kisato. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288 hoặc 0989222620. Hôm nay Kisato xin giới thiệu đến các bạn mẫu biệt thự 2 tầng Tân Cổ Điển của gia chủ Phạm Văn Định, có địa chỉ tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Sau khi tiến hành khảo sát hiện trường khu đất có diện tích 200m2, chúng tôi có đội khảo sát chuyên nghiệp với trang thiết bị hiện đại về khảo sát và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của gia đình. Chúng tôi đã thiết kế ngôi nhà với quy mô 2 tầng và bố trí các phòng một cách hợp lý và khoa học cho gia chủ. Công năng của ngôi nhà như sau. Công năng tầng 1. Một phòng khách 29m2. Một bếp ăn 23m2. Một phòng ngủ 15m2. Một khu nhà 8. Nhà vệ sinh chung 6,5m2. Diện tích mặt bằng tầng 1 là 90m2, chiều ngang 11,4m, sâu 7,8m, cao 4,1m. Công năng tầng 2. Một phòng thờ 12m2, một phòng sinh hoạt chung 10,7m2, hai phòng ngủ 12m2 và 15m2, một khu giặt phơi 7m2, một nhà vệ sinh chung 5m2. Diện tích mặt bằng tầng 2 là 90m2, chiều ngang 11,4m, sâu 7,8m, cao 3,9m. Ngôi biệt thự được bố trí với 3 lối ra vào từ cửa chính, cửa đi vào từ sảnh phụ bên cánh trái nhà và một cửa phụ ở khu vực bếp. Từ sân có thể đi thẳng vào khu vực bếp ăn mà không cần đi qua cửa chính. Công trình được chúng tôi xây dựng nằm trên mảnh đất lớn, hai bên nhà đều có các hộ gia đình sinh sống. Do đó chúng tôi đã lên phương án xây dựng ngôi biệt thự ở giữa, với hai lối đi thông ra sau nhà để lại khoảng sân phía trước diện tích khoảng 50m2 để làm bãi đỗ xe và thiết kế hệ tiểu cảnh cho mẫu biệt thự. Là một trong những công trình biệt thự đầy tâm huyết của Kisato, căn biệt thự của gia đình bác Định được đánh giá khá cao nhờ lối kiến trúc tân cổ điển đầy ấn tượng, không chỉ khoác lên mình vẻ kiêu sa sang trọng của những đường nét chấm phá mang phong cách châu Âu thời thượng, biệt thự còn thu hút bởi cảnh quan đẹp mắt. Xung quanh, sự tinh tế trong lựa chọn màu sắc với gam màu trắng là chủ đạo, kết hợp với những đường nét tinh xảo, độ chính xác cao tạo nên không gian sống lý tưởng lại cực kỳ sang trọng. Mẫu biệt thự sở hữu dáng vẻ khỏe khoắn nhờ hệ cột vuông kích thước lớn ở tầng 1 và hệ cột trụ đôi chân vuông lớn ở tầng 2 thiết kế theo hệ La Mã cổ đại, đậm chất quý tộc. Sự xuất hiện hệ mái thái lớn giật cấp rõ ràng làm nổi bật sự bề thế và mang tới sức hút mạnh mẽ. Các kiến trúc sư đã tính toán kỹ về kiến trúc cũng như tỷ lệ chiều cao để đưa ra hệ mái có kích thước phù hợp với tổng thể biệt thự. Hệ mái thái giật cấp tinh tế vừa mềm mại lại có độ dốc lớn giúp thoát nước tốt, bảo vệ công trình bền đẹp với thời gian. Trong quan niệm phong thủy, mái chữ A có tác dụng ngăn chặn khí xấu tích tụ trong nhà, tăng cường thu hút vượng khí cho gia chủ. Mẫu biệt thự còn nổi bật nhờ sự thông thoáng, không dừng lại ở các cửa chính ra vào, hệ cửa sổ lớn được bố trí nhiều thay thế cho các bức tường kiên cố. Kích thước cửa sổ đa dạng, hút mắt sử dụng kính cường lực và nhôm sinh pha cao cấp hút sáng tối đa, tạo ra mối liên kết chặt chẽ nội thất và ngoại thất ngôi nhà. Sự chuyển tiếp về kiểu dáng từ vuông vắn tới vòm cong uốn lượn các mẫu cửa ở mặt tiền tạo hiệu ứng chuyển cảnh tuyệt vời. Cùng với hệ lan can sắt mỹ thuật sơn tĩnh điện màu đen sang trọng, thiết kế tinh xảo kết hợp hệ đèn chùm pha lê màu vàng rực rỡ là nét chấm phá độc đáo, tô đậm phong cách tân cổ điển mà gia đình bác Định rất yêu thích. Vị trí mặt tiền được tập trung tạo ra sự sang trọng, quyền lực với thiết kế khu vực tiền sảnh lớn, hệ ngũ cấp lát đá vân màu vàng đen quyền lực, không quên sự góp mặt cửa chính bằng gỗ lim nam phi thiết kế độc đáo với pano kính có tác dụng cách âm, chống ồn và lấy sáng hiệu quả vào trong nội thất nhà. Các ban công nhỏ luôn là một phần không thể thiếu trong các mẫu thiết kế biệt thự tân cổ điển. Ở mẫu biệt thự này, các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế với 2 ban công nhỏ ở khu vực phòng thờ và phòng sinh hoạt tầng 2. Điểm nhấn hoàn hảo này còn tạo ra không gian lý tưởng với hệ tiểu cảnh và khu vực thư giãn của các thành viên trong gia đình. Hơn thế, ban công còn mang ý nghĩa về phong thủy, nơi giao lưu giữa các nguồn sinh khí, thu hút vận khí, tài khí, đem lại những điều may mắn cho gia chủ. Ngoài tập trung về công năng, vẻ đẹp sang trọng, các kiến trúc sư còn tính toán kỹ càng với các thiết kế để mẫu biệt thự có sự bền bỉ. Toàn bộ viền móng cũng ốp đá nâu đen đẹp mắt, vừa đóng vai trò trong việc tạo thêm giá trị thẩm mỹ, lại có tác dụng trong việc chống lại những sự xâm hại của môi trường. Ở mẫu thiết kế này, kiến trúc sư đã lược bớt đi nhiều sự rườm rà trong kiến trúc châu Âu bằng cách giảm đi nhiều mảng phù điêu cầu kỳ và thêm vào những vật liệu hiện đại như hệ cửa sổ nhôm kính sinh pha đơn giản với hình khối chữ nhật hay uốn vòm cung để phù hợp với tổng thể kiến trúc của ngôi nhà. Với các khoảng sân lớn nhỏ trước bên cạnh và sau nhà, các kiến trúc sư còn thiết kế các hệ tiểu cảnh nhỏ với các bồn cây xanh quanh tường đẹp mắt, có tác dụng thổi hồn vào từng thiết kế, tạo ra không gian xanh trong lành và thú vui tao nhã với cây cảnh cho gia đình bác Định. Tổng thể mẫu biệt thự được bảo vệ bởi hệ thống tường xây kiên cố cách điệu với hình vòm cung và trụ cột cùng các chi tiết phào chỉ khỏe khoắn, độc đáo. Không chỉ bảo vệ công trình,
tạo sự riêng tư cho gia đình gia chủ. Tường xây còn liên kết các thiết kế nội thất, ngoại thất nhà, góp phần tô đậm nét kiến trúc tân cổ điển, sự quyền lực và đẳng cấp trong mẫu biệt thự. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn mẫu biệt thự tân cổ điển của gia chủ Phạm Văn Định tại Quảng Bình. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288 hoặc 0989222620. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo.